Ngày qua làm sao tới mà hành học có tỏi tỏi sấy hành tím xay và quan trọng là sả sả bầm sả tươi bầm, còn đây là ớt ớt tươi. Đó. Mấy con này vượng bằng nhau hết. Đó. Qua hâm chảo dầu cho nóng xong á, sau đổ tỏi vào cho dầu cho nóng, sau đó múc tỏi vô, tỏi vô trước, để tỏi trước. Cực kỳ thơm.